Tức là tôi thấy là nhiều ông chồng nhẫn nhịn vợ nhưng lại không biết cách để điều chỉnh vợ, thì vô tình là vợ lấn quyền chồng, lấn quyền đến một cái ngưỡng nào đó nó trở thành là nhẫn nhục luôn, càng nhẫn nó càng nhục. Thì hiện tượng này là gọi là hội trưởng hội sợ vợ đó. Đi đâu rất là oai nhưng riêng về nhà là rất sợ vợ đó. Chúng ta gọi là nể vợ cũng được. Và nhân tiện đây thì con cũng xin được mạo muội hỏi vui một tí xíu đối với thầy Trần Việt Quân, đó chính là có bao giờ thầy nhẫn nhưng mà trong lòng mình vẫn còn cảm thấy ấm ức không ạ? Về mặt thực tế thì hầu hết chúng ta nhẫn nại là đều liên quan đến một cái điều gì đó nó hơi oan ức một tí. Hơi oan ức, tức là cái nhẫn nại nghiêng về cái tính chịu đựng ấy. Còn cái nhẫn nại do chúng ta cố gắng làm một việc gì đó thì cái là mình bàn sau. Bây giờ mình bị oan ức, mình phải chịu đựng rồi mình vượt qua cái nỗi oan ức đấy. Thì thường là cái nhẫn nại này nó dẫn đến ấm ức, không ít thì nhiều. Chúng ta cứ quan sát mấy cái đứa nhỏ là rất rõ. Nó thích ăn kẹo, các bạn không cho nó ăn kẹo nữa, thế là nó ấm ức. Dắt nó đi siêu thị, nó bỏ đồ vô giỏ, đến chỗ quầy tính tiền mình thấy nhiều món đồ dư không cần thiết mình trả lại, thế là nó ấm ức, nó giận lấy. Thì mình chịu khó quan sát là thấy. Thì ngày xưa tôi với bà xã tôi là lấy nhau là bằng tuổi, vì bằng tuổi nên xung đột nhiều, coi nhau như hai người bạn. Mà coi nhau như hai người bạn thì hơi tí là cạnh tranh, hơi tí là hỏi cho ra nhẽ, nó sinh ra tranh luận. Đó. Mà các bạn biết rồi, khi cái người nữ lấy chồng là họ có xu hướng sở hữu chồng. Anh đi đâu, anh làm cái gì, tại sao anh không báo cáo em, kiểu như vậy nó nặng. Thì xung đột một ngày là chúng tôi cãi nhau 3 lần. Các anh chị cãi nhau ít, chúng tôi cãi nhau nhiều lắm. Rồi đến bây giờ là 21 năm rồi, thì bây giờ chắc 2-3 tháng mới cãi nhau một lần, mới tranh luận một lần. Tức là nó gần như nó biến mất, nó hết 99%. Cũng nhờ tu tập các anh chị, nhờ biết đến Phật giáo. Tất nhiên trước khi biết đến Phật giáo thì chúng tôi có đi học tâm lý học khá nhiều. Tức là cùng nhau đi học tâm lý để cùng gỡ. Nhưng mà tâm lý nó chỉ gỡ được một chút thôi, còn chiều sâu nó không gỡ được. Khi đến với cả Phật giáo, rồi đến được những cái khóa thiền dài ngày, rồi đến một lúc nào đó mình quản lý được cái tâm của mình một phần, mình nhìn vô được cái tâm của mình, mình quan sát được cái bên trong của mình, thì hàng loạt cái nút gỡ nó được gỡ dần ra. Nên ở đây những anh chị nào mà muốn để cho nó thoát khỏi ấm ức, khi bị oan mà không ấm ức, buộc phải đi học thiền. Mà thiền phải quan sát được cái tâm của mình cơ, nó mới gỡ được. Còn thiền mà chưa nhìn được tâm của mình vẫn không gỡ được đâu. Cái tâm nó vẫn cứ dồn nén lại, rồi đến một ngày đẹp trời nó bung ra, nó bùng nổ. Tâm lý học nó gọi là chịu đựng lâu ngày để sinh ra bị bệnh là vì thế. Vì cái chịu đựng chúng ta đâu có xả được đâu. Muốn xả được thì phải đi học thiền, không có cách khác. Tôi chả thấy cách gì xả được cả. Ở Việt Nam mình tại sao cái tỷ lệ ly dị vẫn chưa cao, mặc dù du nhập văn hóa phương Tây vào nó tăng lên nhưng chưa cao? Vì mấy ông đi xả qua quán nhậu, tức là vẫn còn có một cái cửa xả. Mặc dù cái cửa xả rất tiêu cực, nó sinh ra một cái thói hư tật xấu mới, nhưng ít nhất là cũng tránh được cãi nhau trong gia đình. Lát nữa 12 giờ đêm đẩy cửa bước về nhà thì cãi nhau với ông cũng không được, vì ông say mất tiêu rồi. Ông đặt lưng xuống giường, ông ngáy ò đến 7 giờ sáng sau dậy rồi, thế là hết cãi nhau. Sáng sau dậy thì phải đi làm, sao cãi nhau được nữa. Thì đấy là một trong những cách tránh né xung đột, tránh né những cái điều vô lý, những cái điều oan ức ở trong nhà mình. Cái giải pháp đó nó không tối ưu, vì nó còn nguyên, mình tránh né nhưng nó còn nguyên. Đến một ngày đẹp trời nó lại bùng ra, thế là các ông lại đi nhậu lại. Nên ở Việt Nam là quán nhậu đông như quân nguyên, chỗ nào cũng thấy quán nhậu hết. Thì cái này chúng ta phải lưu ý. Cái giải pháp của nó rất là đơn giản là chúng ta có quay vào bên trong để xử lý lại cái tâm mình không? Có bấy nhiêu thôi. Nhưng mà gần như trong trường học không được dạy. 12 năm học cộng với 4 năm học đại học, các bạn được dạy duy nhất là học cái gì đó để kiếm một cái nghề kiếm sống hết. Còn chúng ta không được học cách nào để xoay vào tâm mình, để xử lý cái tâm mình, không được học. Nên rất là lãng phí. Nên bây giờ rất nhiều cái phong trào người ta bắt đầu đưa cái môn chánh niệm vào trong trường học ấy. Người ta gọi là ngôi trường hạnh phúc ấy. Muốn có hạnh phúc thì mình phải xử lý được cái tâm của mình, cho chính mình hạnh phúc trước, rồi mình mới mang cái hạnh phúc đó ra xung quanh. Thì ở Úc, ở Anh, ở Mỹ, rất nhiều nơi đã mang rồi. Ở Việt Nam
thì một số trường tôi thấy cũng đang lục đục mang vào. Ở Huế có một cái trường của thầy Hà Vĩnh Thọ, còn ở miền Nam với miền Bắc, Hà Nội với Sài Gòn thì chúng tôi có được khoảng 14, 15 cái trường. Chúng tôi cũng đang áp dụng cái này, tức là đưa chánh niệm vào trong lớp học, đưa tiếng chuông chánh niệm một ngày có một cái giờ thiền 10-15 phút cho các con, rồi các thầy cô thì mỗi một tuần gặp nhau một lần, tất cả những cái đó, rồi các thầy cô thì mỗi một năm thì phải đi thiền một lần 10 ngày, thì mình cứ duy trì những cái đấy thì dần dần cái năng lực để quan sát tâm của các thầy cô nó mạnh dần lên, rồi các thầy cô mới hướng dẫn các con được. Rồi chúng tôi còn khuyến khích phụ huynh nữa, tại vì các con nó biết quản lý tâm rồi, nhưng về cha mẹ quát nó như giặc á thì nó lại khó quản lý. Thì bây giờ phải làm sao để phụ huynh cũng hiểu và đồng lòng, thì chúng tôi cũng có những cái buổi chia sẻ cho phụ huynh, sau đó cũng đưa phụ huynh đi học thiền, khuyến khích phụ huynh tham dự dần. Thì khi phụ huynh đồng hành với nhà trường thì chúng ta có hai nhà giáo viên, một cái nhà giáo viên ở trường và một cái nhà giáo ở nhà. Hai cái người này đồng hành với nhau thì con được phát triển, con được hạnh phúc. Nên trường của chúng tôi là có cái slogan là ngôi trường hạnh phúc, là vì thế. Tức là mình hướng đến hạnh phúc chứ mình không hướng đến thành tích, không hướng đến ở trường chuyên lớp chọn, không hướng đến chuyện đấy. Thì cái may mắn là chúng tôi áp dụng trong gia đình được, mặc dù xung đột rất nhiều nhưng cứ hóa giải dần, hóa giải dần. Thì chúng tôi có với nhau là ba người con, hiện giờ đang tuổi teen hết, nhưng đều không có vấn đề gì. Tuổi teen không có đứa nào nổi loạn cả, vì nếu mà nó đã được luyện được một phần nào cái năng lực giám sát lại tâm của nó luyện được cái phần nào về mặt nhân cách đạo đức, thì nó tự động nó kiểm soát được tâm. Rồi trong cái quá trình thì chúng tôi cho con của mình đi học võ từ nhỏ. Học võ cũng luyện chữ nhẫn rất tốt, đứng tấn luyện nhẫn vô cùng tốt. Các bạn mà về đứng tấn thường nửa tiếng đi, đau khổ. Ngồi thiền nửa tiếng im lặng đã khổ rồi, đứng tấn nửa tiếng khổ hơn, rồi đứng tấn một tiếng. Nên học võ là một cái chiêu rất hay để luyện chữ nhẫn. Các anh chị về cho con mình học từ nhỏ. Rồi chồng mà nhẫn được với vợ, nhẫn đến cái ngưỡng mà, tức là tôi thấy là nhiều ông chồng nhẫn nhịn vợ nhưng lại không biết cách đưa vợ đến những lớp học hay để điều chỉnh vợ, thì vô tình là vợ lấn quyền chồng, lấn quyền đến một cái ngưỡng nào đó nó trở thành là nhẫn nhục luôn, càng nhẫn nó càng nhục. Thì hiện tượng này là gọi là hội trưởng hội sợ vợ đó. Đi đâu rất là oai nhưng riêng về nhà là rất sợ vợ đó. Chúng ta gọi là nể vợ cũng được. Và ngược lại tôi cũng thấy có cái hiện tượng đó, mà nó ít hơn, là chồng gia trưởng bắt nạt vợ, rồi vợ nhẫn nại. Mình mới hỏi là sao em nhẫn nại chồng em nhiều thế, thì cô vợ cũng mới bảo là em nhẫn nại để em bảo vệ mấy đứa con. Bây giờ vợ chồng mà chia tay thì con mình đi đâu? Tức là người ta nhẫn nại do nỗi lo. Nỗi lo là bây giờ vợ chồng chia tay thì ai nuôi con, rồi đứa con không thành người. Như vậy nhẫn với tâm lo lắng không tốt. Trường hợp đó phải luyện để cho hết nỗi lo, và từ đó mình đối diện được với chồng, điều chỉnh cùng nhau, hai người cùng điều chỉnh với nhau thì đứa con mới được hưởng. Nên phụ nữ Việt Nam là cái chữ nhẫn, mà những cái người mà sinh viên đi học ở phương Tây về, họ không chấp nhận cái quan điểm nhẫn của người Việt Nam, là vì họ nhìn vào những cái gương những bà mẹ nhẫn nại trên nền tảng là bị chồng bắt nạt cả đời, chồng ra trường cả đời, thành ra nhẫn mà mất hạnh phúc. Đích của chúng ta là sống để hạnh phúc, thì chúng ta càng nhẫn lại càng mất hạnh phúc. Thì đâu đó cái nhẫn này thiếu hiểu biết, cái nhẫn này hơi thiếu sự trí tuệ trong đó, nên không biết cách giải quyết, và vô tình càng nhẫn thì càng tắc đường. Thì mình lưu ý mấy cái đó. Xin được cảm ơn thầy rất là nhiều, khá là thú vị đúng không ạ? Bởi vì là chúng ta khi mà muốn nhẫn mà thật là thành công đó, thì chúng ta cũng phải quay vào bên trong và quản lý từ bên trong. Bây giờ đây thì Hồng Trang cũng xin được mời Hòa Thượng hãy chia sẻ cụ thể hơn về các loại nhẫn và làm sao mà chúng ta có thể áp dụng được hạnh nhẫn trong đời sống, để nhẫn mà không tức và không bị ức chế, và làm thế nào để có thể tăng trưởng được lòng bao dung. Dạ, con xin được mời thầy ạ. Để ứng dụng cái chữ nhẫn ở trong cuộc sống nó cần thiết. Còn giải thích chữ nhẫn á, thì quý vị cũng được nghe giải thích. Bây giờ chúng ta có nghĩa là đậu, có nếp, có đường, vân vân. Nhưng mà cái người nào làm được cái bánh thì cái người đó mới thắng được. Còn đậu nếp đó, đường đó, mật ong đó, nhưng mà không làm ra được cái bánh thì tay nghề của mình không có. Cho nên cái gọi là
cái nghề tu này cũng phải công phu dữ lắm. Nghề tu của mình không phải là tu cái người xuất gia không, mà cái người tại gia cư sĩ cũng phải có tay nghề. Tu tức là sửa mà, thay đổi, sửa đổi. Tu hành giả tu cải hành vi, xả ác thủ thiện, ly tục tùng đạo giả, hành trụ tọa ngọa yếu cung kính. Và hôm nay chúng ta bàn về cái này để chúng ta tìm cái sự an lạc ngay trong hiện tại, now and here, ở đây và ngay bây giờ chúng ta phải được an lạc. Và đạo Phật là đạo cứu khổ, đạo Phật mang đến chúng ta cái sự an lạc. Nếu chúng ta theo Phật giáo, chúng ta xuất gia rồi chúng ta làm Phật tử mà chúng ta không an lạc thì thật sự mà nói là chúng ta không phải là theo Phật giáo rồi. À, đó. Thưa quý vị, người xưa có nói gặp Phật thì tu, gặp quỷ thì trừ, đúng không? Nhưng câu này là không áp dụng được trong Phật giáo. Gặp Phật thì tu mà gặp quỷ thì trừ, thì sao mình gọi là áp dụng được cái chữ nhẫn? Thế gặp Phật thì tu thì gặp, mà gặp quỷ thì phải chạy, phải bỏ chạy. Tam thập lục kế dĩ đạo dĩ thượng, 36 cái chạy là thượng sách. Để muốn tu được cái chữ nhẫn này cũng phải né. Ở trong kinh gọi là có những phiền não lậu hoặc, phiền não quan trái, sapasawa pariwattana bahatappa, có những cái lậu hoặc phiền não phải do tránh né đoạn trừ. Trong gia đình cũng vậy, chồng vợ mà có sự quan trái với nhau thì phải tránh né. Đó, tránh né tức là đi xa một chút. Vì lửa tham ghê lắm ấy ơi, hận sân cũng vậy, đốt người đốt ta. Nếu một cái người mà đang nóng nảy tức là giống như lửa đốt rồi, mà bây giờ mình cũng nóng nảy nữa thì hai cái lửa gặp nhau thì cháy nhà luôn. Cho nên lúc bây giờ phải một ngọn lửa thôi, còn mình phải trở thành một cái thau nước, một cái xô nước để mà dập tắt ngọn lửa đó. Cho nên gặp Phật thì tu, mà gặp quỷ thì càng tu hơn nữa, đúng không? Mà quỷ là gì? Quỷ là tham sân si, tham si là quỷ. Trong nhà mình quỷ nhiều lắm, cho nên lúc quỷ nó xuất hiện thì mình phải tu hơn nữa mới được. Còn mình muốn trừ nó đó, mình phải là quỷ chúa, phải chúa quỷ mới trừ nó được. Chứ còn nếu mình tay nghề mà yếu mà trừ nó không nổi. Mình phải là quỷ mà gọi là cấp trên của nó, sếp của nó mình mới trừ được. Mà mình không có cái chuyện đó, mình đang người tu mà. Dù là tu người đời hay là người xuất gia cũng là tu. Cho nên là câu này tôi xin chỉnh lại. Gặp Phật thì tu, mà gặp quỷ thì càng tu hơn nữa. Chứ không có trừ được. Nên cái pháp môn Phật của Đức Phật này hay dữ lắm. Chúng tôi tu đi theo chùa từ nhỏ, mê những lời dạy Đức Phật. Và khi ứng dụng vào thì thấy có kết quả dữ lắm. Còn mình làm ngược lại là mình đau khổ dữ lắm, không có kết quả, mà nó phản tác dụng ngay. Mà ca dao Việt Nam có câu là chồng giận thì vợ bớt lời, đúng không? Cơm sôi bớt lửa một đời nào khê. Thì ông chồng mà ông giận lên là mình im đi, làm thinh đi, chứ đừng có nói lại, nói tại cho nó hả giận mình là nó tan rã ngay. Đó. Thì cái nhẫn nại này, cái tai họa của sự không nhẫn nại đó là sự tan rã. Rồi thấy cái quả báo của sự không nhẫn nại như chúng tôi đã nói. Bây giờ như đầu chúng tôi nói rằng là cái gọi là cái nhẫn nại là khanh ti, mà khanh ti là sự nhẫn nại, nó đồng nghĩa với a đô xá là vô sân, và nó cũng đồng nghĩa là metta là tâm từ. Ba cái từ này đồng nghĩa với nhau, một cùng một chi pháp, nhưng mà nó nói là ba cái từ khác nhau. Cho nên là cái quả báo của sự không nhẫn nại đó là quả bất thiện, còn quả báo của sự nhẫn nại đó là quả thiện. Và a đô xá hay là vô sân hay là metta tâm từ hay là khanh ti, nó chỉ xuất hiện ở trong tâm thiện mà thôi. Còn ngược lại thì nó xuất hiện trong tâm bất thiện. Cũng giống như là đường sữa mình uống vào thì nó khỏe, ovintin cacao uống vào nó khỏe. Còn là ngược lại, uống thuốc độc, uống thuốc nghĩa là
là từ sau này kia thuốc chuột thì mình chết. Thì cái tham sân si ấy, nó là giống như thuốc trừ sâu, thuốc độc. Còn cái sự nhẫn nại giống như là á đô xá là vô sân, là metta tâm từ, nó giống như Ovintin, nó giống như sữa Ensure, nó giống cả cào. Cho nên mỗi ngày phải uống cái này thì khỏe. Và thấy cái quả báo của sự nhẫn nại, cái kết quả của sự nhẫn nại là gì? Nếu khanh thi parami thấp nhất là mình trong cuộc sống mình được an lạc hạnh phúc, cái tâm mình được an vui mát mẻ. Cái thứ hai là xa hơn nữa là mình được mọi người quý mến mình. Chúng ta để ý thấy nha, cái người nào mà tánh ưa nóng nảy, không có nhẫn nại đó, người ta ghét dữ lắm. Ta không ưa, ta không thương, ta không thích. Nhưng mà nếu cái người nào mà có sự nhẫn nại đó, người ta có cái gọi là ta phủ sóng tình cảm toàn thế giới luôn. Hay vậy đó. Cho nên là cái sự nhẫn nại này nó giúp cho mình, mọi người xung quanh mình là những người ủng hộ mình. Còn cái sự không nhẫn nại đó, mọi người xung quanh là cái người không ủng hộ chúng ta. Và cái cao nhất là cái sự nhẫn nại là mình trở thành bậc thánh nhân, thành Phật. Theo kinh điển Pali thì phải nhẫn nại mới thành Phật, hoặc là bậc A-la-hán, hoặc là Phật độc giác, hoặc là Phật toàn giác, Samma Sambuddhassa. Muốn thành Phật thì phải nhẫn nại. Mà mình là Phật tử, mình tu theo Phật thì muốn thành Phật. Chúng tôi bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ anh em, bỏ gia đình đi tu cũng muốn thành Phật, mà nhẫn nại không có, làm sao thành Phật? Cái điều kiện ắt có và đủ là nó phải nhẫn nại thì mới đến kết quả đó. Chúng tôi bỏ gia đình, bỏ cha mẹ, bỏ anh em, bỏ nhà cửa đi tu, tự nhiên vô đây không có tu được cái pháp này, làm sao mà thành Phật được? Đó, đó là cái gọi là cách để mà tu tập hành nhẫn nại. Một mặt nữa, chúng tôi xin nói cái ý cuối cùng. Nhẫn nại là cái mầm để sanh ra những cái pháp lành, nó nãy rồi nhưng mà lặp lại. Thứ hai, nhẫn nại hằng đào nhổ tận gốc các pháp, các pháp bất thiện. Thứ ba, đặc biệt để tặng cho quý bà quý cô phụ nữ, nhẫn nại là vật trang điểm. Nhẫn nại là vật trang điểm. Có một lần nha, chúng tôi gặp một cái người đẹp dữ lắm, mà nói chuyện hồi cái mình thấy không có cái thiện cảm gì người này. Lúc đầu mình thấy người này đẹp, tự nhiên mình nghĩ chúc mừng họ, họ có phước là có sắc đẹp, mà mình có thiện cảm. Nhưng mà nói chuyện hồi cái người này nói những lời đay nghiến, nói những lời khó chịu, nói những lời trách móc, nói những lời giận hơn. Tự nhiên là bao nhiêu cái tình cảm của chúng, cái thiện cảm chúng tôi dành cho người đó mất luôn, mất hết. Mặc dù người đó rất đẹp. Cho nên cái nết đến chết cái đẹp là vậy đấy, cái nết đến chết cái đẹp. Nên cái nhẫn nại là vật trang điểm của chúng ta, kể cả người nam, kể cả người nữ, và nhất là người nữ. Nhẫn nại là pháp thiêu đốt các tội lỗi. Nhẫn nại đem lại lợi ích cho mình và cho người. Nhẫn nại, người nhẫn nại là người đang thực hành lời dạy Đức Phật. Cái này là quan trọng. Người nhẫn nại là người cúng dường Đức Phật bằng sự cúng dường cao quý. Người nhẫn nại lắm. Mình nghĩ vậy tự nhiên mình phát tâm, mình tích cực để mình hành cái pháp nhẫn nại. Tôi nhẫn nại để tôi cúng dường Đức Phật. Đây là một cái sự tích cực của mình. Mình mới tích cực mình nhẫn nại. Và mình cảm ơn những cái hoàn cảnh, những cái nghịch cảnh nó làm cho mình phải khó khăn, đau khổ, oan ức. Nhưng mà mình nghĩ rằng mình nhẫn nại thì đây là một cái pháp cúng dường cao thượng đến Đức Phật, cho nên mình nó có cái tính tích cực trong đó. À, xin cảm ơn quý vị. Con cảm ơn thầy rất là nhiều. Như vậy là chúng ta có thể thấy là hạnh nhẫn nhục là một cái pháp lành trong lời dạy của Đức Phật. Và ngày hôm nay khi mà được lắng nghe những cái câu chuyện mà thầy chia sẻ thì chúng con cũng đã rút ra được thêm rất là nhiều bài học cho chính mình để chúng ta có thể tu tập trong đời sống hàng ngày. Và những